Ukraine ngày 16 tháng 5 tuyên bố đã bắn hạ 6 tên lửa siêu thanh Kinzhal của Nga chỉ trong một đêm. Theo Reuters, nếu tuyên bố trên là đúng sự thật, Ukraine đã đánh bại một siêu vũ khí mà Nga trước đó tuyên bố là không thể đánh chặn. Đây là lần đầu tiên Kiev tuyên bố tiêu diệt toàn bộ loạt tên lửa siêu thanh của Moscow. Còi báo động không kích vang lên gần như trên khắp Ukraine vào sáng sớm 16 tháng 5 và được nghe thấy ở thủ đô Kiev trong hơn 3 giờ. 6 tên lửa Kinzhal kể trên, tên lửa đạn đạo di chuyển với tốc độ nhanh gấp 10 lần âm thanh, nằm trong số 18 tên lửa do lực lượng Nga bắn vào Ukraine trong đêm 15 tháng 5, theo Reuters. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny khẳng định tất cả tên lửa đã bị chặn thành công. Ông Zaluzhny cho biết thêm, lực lượng Ukraine cũng đánh chặn thành công 9 tên lửa hành trình Kalib từ các tàu ở Biển Đen và 3 tên lửa Iskander bắn từ đất liền. Chính quyền ở thủ đô Kiev cho biết 3 người bị thương do các mảnh vỡ tên lửa rơi xuống. Đầu tháng này, Ukraine tuyên bố bắn hạ một tên lửa Kinzhal ở Kiev bằng cách sử dụng hệ thống phòng không Patriot mới triển khai của Mỹ. Tuy nhiên, trái ngược với tuyên bố của Ukraine, trang tin Vesta dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga cho biết một tên lửa Kinzhal của họ đã phá hủy hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không Patriot ở Ukraine. Theo đó, đợt tấn công bằng tên lửa ngày 16 tháng 5 nhằm vào các đơn vị chiến đấu và kho đạn dược của Ukraine. Tên lửa Kinzhal có nghĩa là dao gầm, có thể mang đầu đạn thông thường hoặc hạt nhân với tầm bắn lên tới 2.000 km. Nga đã sử dụng loại vũ khí này trong cuộc xung đột tại Ukraine kể từ năm ngoái, nhưng chỉ thừa nhận bắn tên lửa trong một vài trường hợp. Tổng thống Nga Vladimir Putin ca ngợi Kinzhal là bằng chứng về khí tài quân sự vượt trội của Nga có khả năng đối đầu với NATO.